សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លី OK, chẳng trong đây ta ta niêm rọt bán nâng niêm rọt bán cứ viết khó kia dòng bạch khá hoài dương phở dòng bạch nực nông phía xa ông lễ à lời dương ta tạm đàn mê điên bỏ dương tỏa kia OK, trong đây tí mùi cứ dương mà sọc xa phiếp khó kia đạch đại lại bị kia rồi viên con non mùi lại hoài đăng non con non mùi lại OK, chẳng trong đây tí mùi cứ dương mà mơ chùm phùa con non tại dương bỏ thà niêm rọt bán chẳng như mơ nội dung này bảo kế A count noun is one that can be counted. Mình này thà niềm rọt bán cứ chia niềm mối đại trở bán kì rọt bán. Ok, chẳng này không phải xa khám ấy cứ niềm rọt bán chia niềm ná đại dương cơ thà dương vì mình lại cả nạ mối cứ dương ai rọt bán. Chẳng như mơ mình không xịp hớ phía thà xịp hớ book cứ dương ai count viên bán đại dương phở cho nguồn rọt á cứ dương ai phở 1 book, 2 books, 3 books, 4 books, ai dân tầy chẳng, ní cứ chìa tổ hồ mùi đọc khảo nọ tí bí cứ student student cứ chìa niêm đại đọc bàn đại cứ chìa ai phở lê cho mùi bán đi chìa 1 student, 2 students, 3 students, ai dân tầy tí bí cứ person chẳng phụ person cứ đọc bàn đại bàn tay, rồi biểu rõ cứ copy bí niêm khăn lời chẳng như mở 1 person, 2 people three people, okay. Chẳng book student hay năng person này cứ chịu tôi hỏi robot count down, là những bài thanh niêm rọt bàn. Cho non count down đi còn niêm rọt mình bàn với bây giờ vậy. A non count down is the if one that cannot be counted. Chẳng niêm rọt bàn cứ chia niêm đại dương mình ai tới bàn kia rọt bàn. Chẳng cứ chỉ một bộ niêm đại kia rọt bàn. Chứ mơ ủa tờ hóa để chia milk milk được bỏ tha chia tập đặc cầu chẳng you cannot say one meal two meals với dương anh dạy tha one meal two meal bàn tế để xa tập đặc cầu mà ai rõ bàn tế bàn tay dương mơ nốt càng cầm thì kia đã tha it is possible however to count some non-count nouns if the substance is placed in a countable container yeah. Kế vô dân tha, tôi bây chỉ dạng đi cái đấy, vì ai tư rùi, đại dương ai rộp niêm rộp bằng bán mùi chùm đột bán, bà sân chia xa là chết rồi có xa là thiệt. Tập ổn nâng cư tôi bán kê tục, nơi cứ nóng ổ bà có rồi có xong vẹt đại ai kê tục bán. Châu tôi hô mìa tại đây. Bên tay kê phở glass of mìa, bây thà tập đó có mùi kèo. Chẳng mùi kèo nâng cái chi container rồi có chi ổ bà có đại kê xong bạp tục rồi bỏ nâng. Chẳng những ai rộp vì bán đại sai dương phở rộp bọc tục nâng đã cho mùi nó xa thiệt hoa nâng. Chẳng như mở a glass of milk dương ai, sorry, glass of milk dương ai phở a glass of milk, two glasses of milk, three glasses of milk ấy bán dương phải thả tập đó có mùi kèo. Ok, dương rộp chỉ kèo nâ phía xa nâng cứ mình thả dương rộp chỉ kèo tập đó có mùi kèo, tập đó có bí kèo, bây kèo ấy đó nâng cứ chưa lời việc đại dương rộp đang khao nó bán. Ok mà đó cái lại mùi ní cứ chia cái lại đây cầm đọt bàn thả ta dương phở chìa mùi xây khá chìa mùi đang niêm rọt bàn hoa dương phở ấy khá chìa mùi niêm rọt bàn. Ok, nhưng mà đọc nha some determiners can be used only with count or non-count nouns while others can be used with either. Ok, cái bài thả determiner nó không biết sao lấy mà chùm đồ nó cứ ai từ bàn phá bán tại chùm mùi nâng niêm rọt bán rồi có bán tại chùm mùi nâng niêm rọt bán tế cả nạ đại determiner xin tiếp cứ ai phá bán tiếng pi. Memorize the word in the following chart cả dân xong trong trăm chùm mùi bịa determiner tỏ nâng nơi nông tà ràng khăn 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 chùm mùi đang niêm rọt bán chùm đại khá này cứ determiner đá bằng tay prai chùm mùi đang niêm rọt bán kể dân mở tí mùi niêm rọt bán cái dân ai phở được chỉ ớ
Địa chỉ ở đó xám hay đang ăn đi. Đến khi tìm mùi. Chậm này ai niêm rõ bán cái dương ai phở bán tại đó xám hay đang ăn đi tì. Ở ơn cái dương phở bán tì. Thì bí. Chúng mới nâng niêm rõ bán dương ai phở this, that, this, those. Ok. Đến cái dương phở bán. Chậm này ai niêm rõ bán dương phở bán tại this hay đang that. Thì bấy. Chúng phở chúng mới nâng nắn 1, 2, 3, 4. Phở chúng mới nâng lên bao nhiêu thông đàn. Chậm này anh niệm rọt bán cứ dựa phở bàn tay nàn mùi tế. Và tỏ mất, chậm mùi niệm rọt bán cứ anh phở chậm mùi nâng many. Chậm này ai chậm mùi niệm rọt bán cứ dựa phở much. Hỏi much này cứ kê phép tha usually in negatives or questions. Mình thay cứ dựa anh phở much nâng bàn tay đặc nông phía chốn cứ tầm rộng bạn đại sát rồi có tầm rộng xung mùi tế. Ok. Và tỏ mất, chậm mùi nâng niệm rọt bán cứ dựa phở a lot of. Niềm rõ bán cứ dân phở chung mùa lọt ọt bán đôi kìa. Và đây dân mơ mà đi bình. Niềm rõ bán cứ dân phở bán đôi chìa a large number of rồi có a great number of. Vì nếu cứ dân phở bán chung mùa nâng niềm rõ bán. Chúng ta niềm rõ bán cứ dạy phở a large. Ok, a large of rồi có a large number of. We copy niềm rõ bán. Ok, mới tiết, dương phở few, recall few, cho mỗi nâng niềm rõ bán. Trong này ai niềm rõ bán cái dương phở a little, recall little. Ok, cho phố không này priệp thiếp. Bây dương priệp thiếp, dương ai phở few, than, recall more than. Few than nó cứ tịch chiến, ai more than tràn chiến. Trong này ai niềm rõ bán cái dương phở less than, ai nâng more than. Ok, nâng cái chiếc bộ determiner đại dương phở được nâng niềm rõ bán nâng niềm rõ bán. Chẳng ở quay đại để đọc đi của Spyro cứ chi dương trong trăm determiner tự ở nâng. Và sân ba để đọc đi pra khó chẳng bởi dụng đại dương tự xe mó cô vì ai khó tạm năng này. Ok, chẳng vị thí xác cứ thơ ca trong trăm bỏ vĩ ai và ca chia bởi dụng. Vì có chia clear đại khu đại đại pra cho một determiner nâng là mời dõi dương store trong ca trong trăm biệt ở đi. Okay, mà đôi cho nói mối tiết. It is very important to know if a noun is count or uncount. Nhi cái chìa vậy đây, phụ dân cô trong trang mỗi đây. Cái thay, vì cái chìa rương đại sầm khán, đại trời đăng thay niềm nạc khác. Đại dương hai việc thay chỉ niềm rõ bán. Và niềm nạc khác, đại dương hai thay chỉ niềm rõ bạc bán. Be sure that you know the plurals of irregular count nouns. Cả dương bà có thay, phụ dân đang chấp bí tầm rộng, bẻ hụ bà chân á, nây niềm rọt bán đại miền tầm rộng mình tiên toàn. Ok, irrational noun nâng cứ đôi chia viện mọi trầm đốn đôi đại dương chua mảnh cứ bây dương rọt one person to people. Trong việc đầu phí person to people nâng cứ chia tầm rộng rộng bọt irrational noun miền thang viên bài bố mình tiên toàn. The following list contains some irrational nouns, irrational count nouns that you should know. Khang kào này cứ chia bằng chi niềm môi chùm nguồn đại miên niềm kèm và hai bộ phụ irregular count noun đại dương của đăng môi chùm nguồn chẳng được của tờ hồ này và sân bảo vệ tài mạng này ấy được có tài mạng này cứ dân phở one person được có a person chùm lại ai chạp bí này tới dân phở people nên cứ chia tầm rộng ai bà chả hay đi cứ tầm rộng bèo bà chả nát bèo bà chả nát với tha xâm đại tờ lơ ở vầy đại trang chương mùi. Ok, chẳng dương person, one person, bài thả bậc con mà nè. Bà sân chìm chạp bì bì nè tới dương phở people, two people, three people nè ngay. Thì bì child. A child, dương bài thả khmê mà nè. A child rồi có one child. Đọc bì chạp bì bì nè tới dương phở thả children. Ok, đối dương thó thì chìa one, two children, three children nè nè ngay. Ok, bà tỏ mà tiết cứ tooth. Tooth, dương bỏ thả thơm mình mùi. Rồi có thuyền bậc rộp, hình chẳng đây. Đọc bê thuyền chẳng, dương phở tis. Ok. Foot, dương bỏ tha chừng mặt hàng. Rồi có chừng mua chẳng tay, đọc bê feet, bài thai chừng pi, chẳng tay chẳng pi, pi lại tay. Mouse, bài thai còn đòi mùi, sạch còn đòi mùi, dương phở mouse. Đọc bê còn đòi chẳng pi, pi lại tay, dương phở mice. Man, bỏ ra mà nè. Bà rộng nét dân phở man, tay đọc bê bà rộng chán nét dân phở mint. Ok. Woman, stray mà nè. Đọc bê stray chá bì bì nè ở tay dân phở vi mint. Nâng ngay.
Okay, nâng cư chia bộ bộ erectional countdown đại bộ dân cô trong trang tốc. Khang kram tiết, the following list contains some non-countdowns that you should know. Khang kram tiết cư chia bản chi này niêm rộp bản ban mùa chùm nốn đại dân cô đăng. Chẳng bị khang kram tiết cư chia bịa đại kê chặt tập thai chia non-countdown rồi còn niêm đại rộp bản. Chẳng niêm rộp bản ở tí ní miên được chia sand. Dân bỏ thạc sách sand. Soap, soap mình phải thả đông dùng đọc luôn. Physics, physics mình phải thả rủ vị trí. Mathematics, phải đi phải thả cái nào vị trí. News, xa bỏ miễn. Mums, mums nên dùng bỏ thả cho người sở lo tên. Air, cho, politics, dùng bỏ thả để dấu bái. Measles, dùng bỏ thả cho người control. Information, phải thả bỏ miễn. Meat, giờ bỏ thả sách. Homework, càng nghiệp tiết. Food, Economics, sẽ được cách. Advertising, cạp sọc sai hay là money. Lời, quân tay nhân khơi cái lại này mỗi cái đại con cái tự mùi. Chân ảnh ứng cứ chia biệt đại mình là cái đại phí sáng mùi. Nơi khẳng cọm đi cái đại lại nốt. Vậy đại cua có dùng quá. Those advertising is a non-countdown. Tôi bây chia biệt thả advertising nâng cư chặt tục thả chi niêm Robert Van Ben. Advertisement is count on. Và tại biệt thả advertisement với cái chi niêm Robert Van Ben. Chẳng biệt còn là không. Tìm mũi cư viên vào trong đài ảnh chí. Biệt mũi đi cư vào trong đài M-E-N-T. Và tại vì chi niêm được hiện ra advertising chi chi niêm Robert Van. Advertisement cái chi niêm Robert Van. If you wish to speak on one particular advertisement, và sẵn chỉ dùng trong này dòng vì cao sắp xài trẻ lẹp nam muối đó, you must use this word của dưới thật phở bìa tha advertisement này. Hello, there are too many advertisements during television shows. Là những cái phở too many mê tha rộp bản, mê tha miễn cao sắp xài để chỉ cảm tràn phê không còn lòng ca sầm đầy nơi khăn từ đường tùa. Trong này khai cáo, there is too much advertising during television show. Vì ta miễn nơi cao sầm tài tràn bị khăn cầm lòng cao sầm tài khăn từ đường tùa. Chắc như mơ ở ví dụ bí đế dùng bọn lịch nhé, bằng tay mỗi cái dùng phở too many là dùng phở bằng chùm một count on advertisement. Trong này khác rõm, advertising cái chờ phở cho mỗi match. Tại sao match cứ dùng phở cho mỗi lần uncountdown. Ok. Trong nói mới tiếp, some non-countdowns such as food, meat, money and sand may be used as countdown in order to indicate different types. Ok, phải dân tha niêm rõ bán mỗi chùm nốt lắm. Đôi chia niêm đại dân dạy tha food, meat, money hay là sand. À, bốn nâng cư ai nâng tới bàn kịp ra ai đôi chi niêm rộp bàn đáy. Một tay khăn cả này là dơ bằng hai dòng phi bậc phết xem xe. Rồi họ dân dạy phi food, dân chọn dạy phi bậc phết food đa mũi cái dân phở bán đôi chi niêm rộp bàn, đôi chi meat, đôi chi money, đôi chi sand. Ôi tờ hồn. This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat. Chỉ khởi ấy, food, meat, ass. Cái chặt tục về chỉ niệm rộp bán á. Cái này nó cứ kê phép dương tha. Ní cái chia bộ phê đã hà mũi khi nông chùm nó mà hà xem xế đài lô một chèm đất bàn hoàn quạt nhóm có mọi bộ đồng hồn. Chẳng cái này nó ạ tần ấy food mean ác cái này cứ mình tha indicate a particular types of food. Mình tha bia bằng hai hàm bi bộ phê này bộ phê đã hà chạy lẹ đa mũi đài dương nhau mặt bàn. He studies meats. Có sẵn xa bị sạch. Bởi vì khi meats cái này mình ạ hà. Chẳng một cái nâng kê ai lợt gió chạy lẹ nà muối mít nâng cư xâm tài lợt beef, sạch cố, pork, sạch chú, rồi có lèm, rồi có sạch chiêm nâng ngay. Ok, nâng cư chưa bảo phê chạy lẹ này cả sạch xa tài lợt sạch bỏ kê nâng. Ok, chỗ nói mũi chóng cái the word time can be either countable or non-countable, depending on the context. Cái phép dân tha, biệt thả tham nó, cứ ai chặt tục tha chia niêm rõ bán phóng, chia niêm rõ bán phóng, còn tại vì sai tờ lờ, bà rõ bỏ rõ bỏ vô kê bà. When it means an occasion, nếu bây đại viên mình này smart năng occasion, nếu có chia ở cả năng, it is countable, vì cứ rõ bán.
When it means a number of hour. Phần tay và sân bảo viên mean ở tầng ấy chia chùm nguồn ấy mong vẩn, rồi có chùm nguồn ngày, rồi có chùm nguồn chứ nằm. Vì cái chia niềm đại rộp mình bài. Ui đồ. We have spent too much time on this homework. Phải thay, dưỡng ba chùm nái bê tràn mẹn tên, rồi có tràn bê. Much time, phải thay tràn bê. Tên lỡ cài nghiệp tia mùi này. Chẳng giờ mơ ở tràn bê, bê tràn bê. Chẳng giờ bỏ thả bê tham ngoài đi nè. Thì chùm nái bê tràn bê, rồi có tràn máu bê. Chẳng ảnh nâng cư vì chặt tục thay chi non khao non. Niềm bọt bàn. Còn tay giờ mơ bây giờ càng còn. She has been late for class 6 times this week. Okay. Rai tha, có được có niếng ban mọt thả dưới nâng cư chùm nguồn của mỗi đoàn hói nữ là không cho mình đi. Chẳng tham của lại đi cư dự bỏ thả đoàn vậy rồi có cả rồi có đoàn chùm nguồn đoàn của mỗi đoàn. Ok, nâng ái cư dừng ai rõp, rõp bia bàn thả tham của lại đi cái chiên non lại rõp bàn. Ok. To decide if or not that you are not sure of is countable or non-countable. Decide if you can say one or a. Ở đó là cái gì ta? Đảm bây xâm lại tha niêm đại dương cất niêm muối thầy dương ọt và có thầy vì chi niêm rọt bán được con niêm rọt bán nâng dương xâm lại tha dương ai rọt việc bán ọt chứ ai rọt việc bán thầm muối rồi có ở bán ọt. Ở đó, for example, you can say one book. Ở đó dương ai nhị tha one book bán xâm phẩm mạc bán bán. So it is a kernel. Chắc vì chi niêm rọt bán. But I, you cannot say one money. But I, the pay you need ta one money, a trade day, we are some day. Jung, it is not a con, kind of women mentioning him of one day. Also, young feet, of course, by the very nature of non canon, can never be plural. Đây là thông chiếc mềm tên là bọn niềm rọt bán nên cứ bia mình ai tới chơi tùm rộng bè hộ bài trả bán rồi còn tùm rộng trả bán á. Remember that while some of the nouns in the list are non-count nouns appear to be plural because they end in S, they are actually not plural. Vẫn tay chăm chả biệt thành biệt niềm rọt bán môi chùm nốn nên cứ bia tờ xe mó cứ miết S nè càng trong sạp. À, biết tại ta sẽ chọc ác hàng trong đại chi niêm rõ bán ứng cư mình bán chia tùm rộng về hộp bà trạng tế. Vì vô tài vì cứ chia tùm rộng bịa phân tùm môn là bọc kề. Dương thức lại mà xong bộ con làm tích. Nè, ưu tố này là lý cư chia tà ra rõ bán niêm rõ bán. Dương khơi physics, ta sẽ miền S, nâng hàng trong. Mathematics có miền S, politics có miền S, economics có miền S. Mì gió này có miền S. Chẳng biết tầng ớt này không trở lòng vì thay chia niềm plural á. Mình mang chia niềm vô hụt bài trả tế. Vì cứ chia niềm đại rõ bán vân tái kê đợt xe mà ớt miền S cho ớt tài sản. Chẳng xong bây giờ cái này mùi. Ok. Chẳng mê điên rồi bỏ dưỡng sở rõ bó cứ miền trăm phần đi. Hồi bà sân trên đại tọc này mình toàn trong trầm đoạch đá. Ai tạo lọ mơ video xa đạp lao với. Rồi có ai comment xuống chia chấm nó nơi trong comment khăn khăn video này bạn. Hồi giờ nâng chụp đi chú mỗi nâng video mê điên đợi tay tiết ở trong sản phẩm này nhập về cả tiết. Hồi còn chạy.